Mỹ nói không can thiệp vụ ông Zelensky tính thay Tổng tư lệnh Ukraine. Jack Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này không can thiệp vào việc thay đổi nhân sự của Ukraine, bao gồm khả năng Tổng tư lệnh Valery Zelensky bị bãi nhiệm. Đó không phải là điều mà chính phủ Mỹ nên can thiệp, dù là bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, chúng tôi đã đứng ngoài các quyết định nhân sự đó, ông Sullivan ngày 4 tháng 2 trả lời CBS News. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky có chủ quyền trong việc đưa ra các quyết định nhân sự. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không bị lôi kéo vào những quyết định đó. Chúng tôi đã trực tiếp nói rõ điều đó với người Ukraine, ông Sullivan nói. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rai One của Italy, Tổng thống Zelensky cho biết ông đang cân nhắc việc thay thế Tổng tư lệnh Valeriy Zelensky và thay đổi hướng đi của đất nước. Khi nói về vấn đề này, tôi nghĩ tới việc luân chuyển một số lãnh đạo nhà nước, không chỉ trong một lĩnh vực như quân đội tôi đang cân nhắc việc thay thế ông zalusny nhưng không thể nói là chúng tôi sẽ chỉ thay thế một người ông zelensky nói muốn chiến thắng chúng ta phải thúc đẩy mọi người đi cùng phương hướng và tin chắc vào chiến thắng không được tuyệt vọng hay bỏ cuộc đó là lý do tôi đang nói về sự khởi động lại và sự thay thế ông zelensky nói Chính phủ Ukraine đã thông báo cho Nhà Trắng về quyết định bãi nhiệm ông Zelensky. Washington Post dẫn hai nguồn thạo tin cho biết vào ngày 2 tháng 2, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói Kiev vẫn chưa chọn được người thay thế tổng tư lệnh Zelensky. Không ít lần tướng Zelensky bất đồng quan điểm trong chiến lược quân sự và nhiều vấn đề khác với Tổng thống Zelensky sau cuộc phản công không như kỳ vọng trong năm 2023. Một nguồn tin thân cận với văn phòng ông Zelensky tiết lộ Tổng thống Ukraine đã phản đối đề xuất của tướng Zelensky về kế hoạch huy động 500.000 binh sĩ mới. Tham nhũng trong quân đội khiến Ukraine trả giá đắt ở Bakhmut Tình trạng tham nhũng khiến quân đội Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng khí tài bảo vệ Bakhmut trước đà tấn công của Nga vào trào lửa này hồi đầu năm ngoái. Theo Kiev Independent, vụ án tham nhũng gần 40 triệu đô la Mỹ trong quân đội Ukraine từng đẩy lực lượng bảo vệ Bakhmut vào tình thế thiếu đạn nghiêm trọng để phòng vệ trước Nga. Theo đó, các quan chức trong Bộ Quốc phòng nước này có nhiệm vụ phải mua 100.000 quả đạn cối trước tháng 2 năm 2023 để tăng viện cho quân đội. Tuy nhiên kế hoạch này đã không được thực hiện và thời điểm chiến sự với Nga trở nên khốc liệt nhất tại Bakhmut. Khi đó các binh sĩ Ukraine từng chiến đấu ở Bakhmut mô tả việc phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Trong khi phải vật lộn với tình trạng thiếu hỏa lực yểm trợ trầm trọng, một số lính cối ở Bakhmut cho biết họ chỉ nhận được 10 quả đạn mỗi ngày, đủ cho vài phút bắn. Hậu quả về nhân lực là rất lớn. Một đơn vị cho biết lực lượng của họ đã giảm xuống còn một nửa trong hai tháng vì thiếu đạn. Vài tháng sau, Nga tuyên bố đã giành được Bakhmut, một khu vực chiến lược ở mặt trận miền Đông. Lẽ ra, 20.000 viên đạn phải được chuyển giao khi tình trạng chiến sự xung quanh Bắc Mút như địa ngục, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ukraine thực sự thiếu hụt đạn cối. Người đứng đầu Trung tâm Hành động Chống Tham Nhũng, Vitaly Shabunin, nói với Kiev Independent. Cảnh sát đang điều tra 5 nghi phạm, trong đó có Oleksandr Liev và Thomas Naku, cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của một đơn vị có nhiệm vụ mua sắm khí tài cho Bộ Quốc phòng. Những người còn lại là giám đốc và phó giám đốc của một doanh nghiệp Ukraine. Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với mức phạt 12 năm. Theo Bodana Jarova, thành viên hội đồng chống tham nhũng tại Bộ Quốc phòng, Dmitry Klimenkov, các tài liệu liên quan tới vụ việc đã được giao nhiều lần cho các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau dưới thời cựu Bộ trưởng Oleksiy Reznikov. Tuy nhiên, vụ việc bắt đầu được công bố sau khi ông Reznikov xuống trước vào tháng 9 năm 2023. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của Ukraine Rustem Umerov cam kết sẽ chống tệ nạn tham nhũng. Quan chức Jarova cho biết những sự thay đổi hiện tại ở Bộ Quốc phòng mang tính cách mạng liên quan tới nỗ lực đối phó với tình trạng tiêu cực trong nội bộ quân đội. Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào Liên minh châu Âu-EU. Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng. Vì vậy, Ukraine đã tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chiến dịch thanh lọc bộ máy. Hồi tháng 8 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết nước này sẽ có một đợt làm sạch thể chế. Ukraine cũng tuyên bố sẽ trao thưởng cho những người tố giác nếu nghi phạm bị tòa án kết án sau đó. Ông Alexander Novikov, người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine cho biết, những người tố giác tham nhũng thành công sẽ có thể được nhận 10% số tiền thu được từ vụ án, tối đa 14 triệu hợp tức 380.000 đô la Mỹ. Cuối năm ngoái, để tìm cách loại bỏ tham nhũng, Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, thông báo tăng cường nhân sự của Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine, NABU, từ 700 lên 1.000 người hạm đội biển đen Nga có thể đã mất nửa tàu chiến. Quan chức Ukraine nói 40 tàu thuộc hạm đội biển đen Nga, tương đương khoảng một nửa lực lượng, đã bị loại khởi vòng chiến đấu kể từ đầu xung đột. Hạm đội biển đen có khoảng 80 tàu chiến vào thời điểm chiến sự bùng phát, 30 tới 35 chiếc trong số đó là mối đe dọa thực sự với chúng tôi vì có tầm bắn xa. Các tàu đổ bộ cơ lớn, tàu ngầm, tàu tuần tra, tàu săn mìn của họ cũng sở hữu hệ thống khí tài đáng gờm. Phát ngôn viên Hải quân Ukraine cuối tuần trước tiết lộ. Hiện khoảng 25 tàu trong số đó đã bị phá hủy, 15 chiếc đang được sửa chữa. Ông Pelerichuk cho biết hạm đội Biển Đen đã ở trong tình trạng tồi tệ một thời gian dài và hiện chỉ còn có thể phóng tên lửa hành trình Calip tập kích lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên các tàu được trang bị loại tên lửa này đang gặp vấn đề về tiếp đạn. Hạm đội Biển Đen đã phải rút khỏi thành phố cảng Sevastopol, nơi lực lượng này đặt căn cứ hậu cần chính. Tên lửa Calip vẫn đang được lưu trữ tại đây. Trong khi họ chưa thể tìm được cách nạp loại đạn này ở cảng Novorossiysk, ông cho biết theo ông, tàu chiến Nga vẫn phải mạo hiểm tới cảng Sevastopol để nạp tên lửa Kalib, dù điều này khiến chúng rơi vào tầm ngắm của các loại khí tài tầm xa như Storm Shadow, Skopeg mà Ukraine sở hữu. Họ tới Sevastopol, nhanh chóng nạp đạn rồi cố gắng rời khỏi đó ngay lập tức, ông Pelenchuk cho biết. Có thể nói rằng, hoạt động của hạm đội Biển Đen đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là gần như đã bị tê liệt. Qua trước này nói về lý thuyết, Nga có thể điều lực lượng từ các vùng biển khác tới Biển Đen, nhưng cho rằng đây là phương án không khả thi dù không nêu lý do. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái UAV và xuồng cảm tử vào mục tiêu trên và xung quanh bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết đêm ngày 1 tháng 2 đã triển khai xuồng cảm tử tấn công hộ vệ hạm tên lửa cỡ nhỏ Ivanovets thuộc hạm đội Biển Đen khiến con tàu trị giá khoảng 70 triệu đô la Mỹ này chìm xuống biển. Video do GUR công bố cho thấy chiến hạm Ivanovets liên tiếp bị xuồng không người lái Ukraine tập kích cả mạn trái và đuôi, gây ra nhiều vụ nổ lớn. Con tàu sau đó nghiêng dần về phía đuôi và bắt đầu chìm. Không quân Ukraine cuối tháng 12 năm ngoái cũng đã phóng tên lửa hành trình vào cảng Fedorosia ở bán đảo Crimea, khiến tàu đổ bộ cơ lớn Novocherkass của Nga bị hư hại nặng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Grantchap cho biết hạm đội Biển Đen đã mất khoảng 20% lực lượng chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm 2023. Giới chức KF tháng 11 năm ngoái tiết lộ Nga đã di chuyển nhiều tàu chiến ở Sevastopol về thành phố cảng Novorossiysk, cách địa điểm cũ hơn 300 km về phía đông, nhằm bảo tồn lực lượng trước nguy cơ bị Ukraine tấn công. Báo Trung Quốc cảnh báo NATO về chiến tranh thế giới Báo Global Times của Trung Quốc cảnh báo NATO có thể mở rộng cuộc xung đột Nga-Ukraine thành chiến tranh thế giới. Báo Global Times, ấn phẩm phụ của People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4 tháng 2 đã đăng tải bài xã luận có tựa đề NATO đang đẩy xung đột nga Ukraine tới một cuộc chiến tranh thế giới. Bài viết đã đề cập tới chuyến thăm gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tới Mỹ, trong đó ông đã nhấn mạnh sự sẵn sàng của NATO cùng với việc đầu tư vào viện trợ và quốc phòng. Rõ ràng, đây không chỉ là việc NATO tìm kiếm nguồn tài trợ, đây là sự chuẩn bị rõ ràng nhằm mở rộng xung đột Nga-Ukraine thành một cuộc chiến tranh thế giới, Global Times bình luận. Theo thông tin trên trang web của NATO, trong bài phát biểu ở Tampa, Florida vào tuần trước, ông Stoltenberg đã cảnh báo về những thách thức trong cuộc chiến tại Ukraine. NATO đã thực hiện sự thích ứng lớn nhất, sự thay đổi lớn nhất đối với liên minh của chúng ta kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, với nhiều lực lượng hơn và mức độ sẵn sàng cao hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có quân đội sẵn sàng chiến đấu ở phần phía đông của liên minh. Các đồng minh đang thực sự đầu tư nhiều hơn vào việc phòng thủ. Tổng thư ký NATO tuyên bố Bài xã luận trên Global Times cảnh báo về những tác động mà NATO có thể gây ra vì có thể dẫn tới sự chia rẽ và đối đầu trên quy mô toàn cầu. Sự điều chỉnh chiến lược này của NATO có thể tăng cường sự gắn kết nội bộ trong thời gian ngắn và tiếp tục duy trì vị thế là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới do Mỹ và phương Tây nắm giữ. Tuy nhiên về lâu dài, điều này có thể dẫn tới nhiều chia rẽ và đối đầu hơn trên toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ quốc tế và môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc. Bài báo nêu quan điểm theo Global Times, nguy cơ chiến tranh chắc chắn sẽ gia tăng khi NATO phát triển và mở rộng trên toàn cầu và những nước bị ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn ở châu Á. Cảnh báo của Global Times được đưa ra sau khi ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến lớn về NATO. Bình luận về cuộc tập trận State Farm Defender 2024 đang diễn ra của NATO, ông Medvedev cảnh báo đây là hành động đùa với lửa một cách rất nguy hiểm. Chúng tôi không có kế hoạch tấn công bất kỳ thành viên nào của khối NATO. Điều này là rõ ràng đối với tất cả những người có lý trí ở phương Tây. Tuy nhiên, nếu họ chơi đùa và xâm phạm sự toàn vẹn của đất nước chúng tôi, họ sẽ ngay lập tức bị đáp trả thích đáng, ông Medvedev tuyên bố. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc NATO không ngừng di chuyển cơ sở tầng quân sự tới biên giới Nga trong nhiều thập niên qua. Ông nói rằng NATO là một mối đe dọa đối với Nga. Việc NATO tiến hành các cuộc tập trận quân sự diễn ra trong bối cảnh một số quan chức từ các quốc gia thành viên, trong đó có Anh, Đức và Estonia, đang hối thúc khối này chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga trong tương lai gần. Các nước này cho rằng Moscow đã có kế hoạch tấn công châu Âu trong vài thập niên tới.